Truyện ma đêm giao thừa, phần 1 và 2. Nghĩ không thật sự, chỉ có điều tôi nghĩ đời chúng ta ngắn. Thôi, thì làm được gì thì làm. Bất cứ khi nào tôi có thể để chúng ta có thể gặp nhau, và tôi có thể giải thích cho quý vị điều gì đó qua sách, hoặc quý vị có thể hỏi tôi điều gì đó vì câu chuyện. Luôn luôn có một vài tính chất giáo dục về những chuyện mà tôi đọc quý vị nghe, nhưng không phải hôm nay. Tôi sẽ đọc quý vị nghe một chuyện ma. Bây giờ là nửa đêm, tôi muốn chọc quý vị sợ chơi, để có lẽ khi quý vị đi vào phòng vệ sinh sẽ phải nhìn quanh, nhờ người nào đó đi chung, người có đèn pin lớn. Nói giỡn thôi nha, bởi vì lúc nào cũng quá nghiêm túc nên tôi chỉ đọc quý vị nghe một trong mấy chuyện ma. Có vài chuyện ma. Thật ra một chuyện nói về ma, chuyện kia nói về rắn biến thành một phụ nữ đẹp. Cả hai đều có vẻ như ma quái, ngoài thế gian, không như chuyện loài người. Con người nhưng không, chuyện chỉ nửa người thôi. Vậy thì quý vị thích chuyện nào? Con rắn hay người đàn ông có hai vợ? Một là ma và một là người. Con rắn ạ. Con rắn. Được. Thế là rắn. Chỉ vì nó biến thành một phụ nữ đẹp. Coi chừng nghe. Bây giờ chuyện là thế này. Chuyện này xảy ra vài ngàn năm trước. Ở Âu Lạc Việt Nam, chúng tôi cũng có một chuyện, cũng có một cuốn sách nữa. Và trong sách đó cũng đề cập đến vài con rắn đã biến thành phụ nữ và quyến rũ đàn ông để gây rắc rối cho họ. Một số gây rắc rối, một số chỉ làm cho mấy đàn ông thương họ. Chuyện này nói về một con rắn gây rắc rối. Vài ngàn năm trước đây, như rất lâu lâu, lâu lâu lắm rồi, có một chàng thanh niên đẹp trai. Anh ta là một kỵ mã. Một lần nọ, anh cưỡi ngựa ngang qua sa mạc, và rồi bỗng nhiên anh ta thấy một cô gái đẹp đứng trong cát. Họ nói trong cát, không phải trên cát, cho nên có lẽ cô ấy bị chôn nửa thân hay gì đó. Có lẽ cô ấy che chân cô lại. Anh ta vô cùng sửng sốt trước vẻ đẹp của cô gái, vẻ đẹp siêu trần này. Thế rồi anh ta bị tiếng sét ái tình. Họ yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, phải không? Nghĩa là bị tiếng sét ái tình. Sét ái tình đánh trúng quý vị. Và rồi cô gái đến bên anh ta, nắm dây cương ngựa, rồi nói với anh ta. Em yêu chàng. Chỉ như vậy thôi. Em yêu chàng, chàng nên cưới em làm vợ. Anh ta không hề thốt lên lời nào, bằng lòng hay không. Anh ta chỉ nhấc cô lên và đặt cô lên ngựa, cùng cưỡi với anh ta. Và rồi anh ta mang cô ấy về nhà của anh. Rồi anh ta kết hôn với cô ấy. Anh không hề biết rằng cô gái này là một con rắn. Và bình thường bất cứ khi nào rắn thấy người nào đó đẹp trai như anh ta, rắn sẽ biến hóa, thay đổi. Rắn sẽ tự biến mình thành một phụ nữ đẹp. Cô ấy sẽ hỏi người đó cưới cô và rồi sống chung với người đó, bất cứ ai, nên anh không phải người duy nhất. Thời gian trôi qua và rồi bỗng nhiên thanh niên đẹp trai này từ từ cảm thấy không khỏe, rồi anh ngã bệnh nghiêm trọng. Và ngày qua ngày, anh ta càng lúc càng tệ hơn. Anh ấy trở thành hốc hác, gầy còm, xuống cân và mặt anh xanh xao, không còn nhiều vẻ trẻ trung của mình nữa. Anh đi gặp nhiều y sĩ nhưng không ai đoán được hoặc có thể chẩn bệnh xem chuyện gì đã xảy ra cho anh. Và họ cũng không biết làm thế nào để chữa khỏi, bởi vì họ không biết, họ không thể chẩn đoán là anh ta bị gì. Và vì điều đó, ngày qua ngày, anh ta trở nên càng thêm suy yếu và ngày càng xuống cân. Và sinh lực của anh dường như bị suy sụp. Bây giờ anh giống như ngọn nến trước gió, và ánh sáng hầu như sắp tắt. Đáng sợ phải không? Ồ, quý vị không thấy vui là mình độc thân sao? Tôi cũng vậy. Tôi sẽ không đi tìm bất cứ phụ nữ đẹp nào trong sa mạc. Nói quý vị biết sau khi đọc truyện này. Một ngày tình cờ vợ anh đi ra ngoài và có một giáo sĩ đạo hồi. Nhớ giáo sĩ đạo hồi phải không? Tín đồ Hồi giáo. Dạ đúng. Của giáo phái, tên của giáo phái đó là gì tôi quên rồi. Đạo Sư Phi. Đạo Sư Phi,
giáo phái Sufi của Hồi giáo. Vậy rồi một trong những tín đồ hoặc giáo sĩ đi tới khu vực đó và rồi tình cờ đi ngang nhà của anh ta và ông ấy đi vào trong. Ông đi đến cửa để khất thực. Như tất cả giáo sĩ hoặc tỳ kheo thường làm khi họ du hành bởi vì họ không có tiền mang theo. Họ làm vậy đó vào thời xưa. Như các sư Phật giáo, đó là truyền thống của các sư, các tu sĩ của nhiều truyền thống họ làm vậy. Trước kia họ thậm chí không có xe hơi hoặc không có tiền để đi ngựa, nên họ chỉ đi bộ khắp nơi và khất thực mỗi khi họ có thể. Và ông ấy đến trước cửa và xin bố thí. Rồi ông thấy chàng thanh niên này và hỏi anh: "Này, sao cậu trông tiều tụy đến thế?" Người thanh niên nói: "Cháu cũng không biết, và không vị đại phu nào biết được cháu có vấn đề gì, nên họ cũng không thể chữa khỏi cho cháu. Và rồi ngày qua ngày, càng ngày cháu càng suy yếu hơn. Cháu không biết bao giờ mới khỏe hơn được." Thế là vị giáo sĩ đạo Hồi nói với anh: "Đến đây, đưa tay cậu cho tôi, để tôi xem thế nào." Ông nhìn vào lòng bàn tay của anh ta và nói: "Cậu có vợ phải không?" Anh nói: "Dạ phải, cháu đã lập gia đình." Nên vị giáo sĩ hỏi anh: "Ban đêm cậu có ngủ chung với vợ không?" Chàng thanh niên nói: "Dĩ nhiên có." "Ừ, nhưng cậu có bao giờ thấy vợ cậu thức giấc lúc nửa đêm và ra khỏi phòng không?" Anh nói: "Không, cháu chẳng bao giờ để ý." Thế rồi vị giáo sĩ nói với anh: "Rất tiếc tôi phải nói với cậu rằng vợ của cậu không phải là người mà là rắn." Và rồi anh chàng này vô cùng sửng sốt, anh ta không dám tin những gì vị giáo sĩ đạo Hồi đã nói. Và rồi giáo sĩ đạo Hồi nói với anh ta: "Được rồi, nếu cậu không tin tôi thì cậu có thể thử thế này, thế kia nhé." Thế nên chàng thanh niên nói: "Xin vui lòng cho cháu biết phải làm gì." Nên vị giáo sĩ nói: "Được rồi, hôm nay khi cô ấy nấu súp, cậu cho rất nhiều muối vào nồi súp của cô ấy. Xong rồi cậu đổ hết tất cả nước trong nhà đi, không để lại ngay cả một giọt nước. Đừng chừa lại một giọt nước nào bên trong nhà. Nhưng trước đó cậu giấu chìa khóa để cô ấy không thể đi ra ngoài. Và trước đó cậu cắt vào ngón tay của anh. Và rồi cậu xát muối lên vết thương, để cả đêm cậu sẽ cảm thấy rất đau, và vì vậy cậu sẽ không thể ngủ. Như thế anh có thể thấy cô ấy có đi ra ngoài hoặc làm điều gì đó hay không." Rồi anh này làm mọi điều y như vị giáo sĩ đã bảo. Và rồi anh ta giả vờ nằm xuống và ngủ lập tức. Đến nửa đêm, vợ anh thức dậy cảm thấy khát vô cùng, bởi vì cô ấy đã ăn súp mặn mà anh ta đã bỏ thêm muối vào. Vì vậy cô ấy ra khỏi giường và ráng tìm nước để uống. Nhưng thùng nước nào cũng trống rỗng, không có cả một giọt nước trong đó. Nên cô ấy cố gắng mở cửa để đi ra ngoài, nhưng vô ích bởi vì không có chìa khóa và cô ấy không biết chìa khóa để ở đâu. Và anh chàng giả vờ ngủ rất say, không thấy bất cứ điều gì. Rồi cô ấy cố gắng hết sức mà cũng không thể đi ra ngoài. Thế nên cô ấy nằm trên sàn nhà, lăn tròn 3 vòng và biến mình trở lại thành một con rắn để cô ấy có thể luồn qua khe hở ra ngoài. Rồi cô ấy đi ra cái giếng bên ngoài ở trong vườn và rồi trườn mình xuống uống nước. Rồi lại trườn lên. Sau đó rắn luồn mình vào lại bên trong, biến trở lại thành phụ nữ xinh đẹp tuyệt trần và lên nằm bên cạnh anh ta. Ngủ như thường lệ. Chàng thanh niên giả vờ ngủ nhưng đã thấy mọi điều, anh ta cũng không nói gì hết. Sáng hôm sau, giáo sĩ đạo Hồi trở lại nhà anh ta và hỏi anh: "Cậu có thấy gì không?" Người bệnh nói: "Vâng, cháu thấy hết. Bây giờ cháu hiểu ra mọi chuyện rồi." Và rồi anh ta kể lại cho giáo sĩ nghe những gì đã xảy ra với vợ anh tối hôm qua. Thế rồi giáo sĩ nói với anh ta: "Bây giờ cậu đã chính mắt nhìn thấy, cậu có muốn trừ khử nó hay không?" Nên anh chàng nói: "Vâng, vâng, cháu muốn. Bởi vì nếu anh ta không trừ khử cô ấy thì anh ta sẽ chết. Sớm muộn rồi anh ta sẽ chết, và rất sớm thôi. Sau khi tất cả sinh lực của anh đã bị con rắn hút hết và càng hấp thụ năng lượng của con người, sinh lực, rắn càng trở nên mạnh hơn
và rồi có thể tiếp tục với trò lừa của mình. Vị tu sĩ nói với anh ta, thế thì cậu cứ làm theo lời tao dặn. Cậu bảo vợ mình nướng bánh và cậu đích thân đốt lò nướng. Tự đốt lửa lò nướng cho tới lúc lò hết sức nóng. Hết sức nóng, càng nóng càng tốt. Khi vợ cậu khom mình đẩy ổ bột vào lò, cậu lập tức túm lấy hai chân cô và đẩy cả người cô vô trong lò, rồi đóng cửa lò lại thật lẹ. Sau đó cậu có thể dùng xi măng hoặc bất cứ thứ gì tương tự để trét chung quanh lò cho thật kín. Sau đó tôi sẽ đến nói cho cậu biết phải làm gì kế tiếp. Chàng thanh niên làm đúng theo lời chỉ dẫn của tu sĩ Hồi giáo Sufi. Và rồi chờ tới khi lò nướng thật nóng, nóng hết cỡ, và rồi vợ anh khom lưng đẩy ổ bột vào trong lò để nướng, thì anh bất thần túm lấy cô, nhanh tay đẩy cả người cô lọt hẳn vào trong lò. Master Thanh Hải Vô Thượng Sư kể vào ngày 16 tháng 2 năm 2021. Truyện ma đêm giao thừa, phần 3. Chàng thanh niên làm y như những gì giáo sĩ đã bảo với anh ta, và rồi chờ tới khi lò nướng thật nóng, nóng hết cỡ, và rồi vợ anh cúi xuống để cho khai bánh vào trong để nướng, thì anh ta thình lình nắm cô ấy và ném cô ta vào trong thật nhanh. Mấy lò nướng thời xưa chúng lớn, lớn lắm, và rồi họ có thể đặt cái gì đó lên trên để nấu và để nướng, và mọi thứ như vậy. Họ có thể nướng bên dưới và nấu bên trên. Bên trên cũng có một cái lỗ nữa, quý vị biết mà, phải không? Nếu không biết thì có thể nhìn một số người Ấn Độ khi họ nướng bánh chapati bằng lò nướng lớn cho công chúng. Trong một số đạo tràng, họ phải làm những lò nướng rất lớn như vậy đó và rất nhiều lò nướng để họ có thể nướng thật nhiều bánh chapati cùng một lúc. Bởi vì ở Ấn Độ, khi có một lễ hội hoặc gì đó, rất nhiều tín đồ đến, có lẽ khoảng hàng chục ngàn hoặc hàng trăm ngàn. Họ phải đãi những người này ăn như một lò nướng lớn, rất lớn, và ở trên lò, họ để một cái như cái chảo rất lớn, đặt úp xuống. Và rồi mấy phụ nữ sẽ chuẩn bị bột bánh chapati, và rồi chỉ đặt chúng lên trên đỉnh của mấy cái như chảo hình vòm nóng này. Và rồi nướng bánh chapati, nướng như hàng trăm cái một lần. Trời ơi! Người Ấn Độ họ thật sự đáng phục. Bất cứ khi nào có lễ hội, họ rất sùng đạo, họ đến hàng trăm ngàn người, ít nhất hàng chục ngàn, thế mà vẫn có thể cung cấp thức ăn cho tất cả. Phục thật! Rất đơn giản, có lẽ họ chỉ làm cà ri và ăn với bánh chapati, chỉ thế thôi. Và món đó là đủ bổ dưỡng rồi. Bởi vì bánh chapati họ luôn luôn sử dụng bột lứt hoặc bột lúa mì lứt. Họ không dùng loại bột trắng hoặc những thứ như vậy. Và trong cà ri có nhiều thành phần trong đó, cho nên có đủ loại chất dinh dưỡng, rau cải và chất đạm như các loại đậu và đậu Hà Lan, hoặc khoai tây, cà rốt và các loại rau khác họ trộn chung. Đủ bổ dưỡng. Cà ri và bánh chapati. Và rồi người ta chỉ ngồi trên sàn nhà theo nhiều hàng khác nhau như vậy đó. Và họ chỉ đến, một người đặt xuống bánh chapati và người khác đổ cà ri lên trên thôi. Họ rất có tổ chức và rất đơn giản, rất nhanh, và người ta vui vẻ ăn trong nhà của mình sư. Quý vị có đói không? Có muốn bánh chapati không? Nghe ngon hả? Không có. Tôi có thể nấu cho quý vị nếu ở bên quý vị. Sẽ nấu, sẽ vui vẻ, vui lòng làm vậy để phục vụ quý vị, chư thánh tốt, những con trai, con gái ngoan, các thánh nhân tốt. Bất kể quý vị có cá tánh hay vấn đề gì, quý vị vẫn là thánh nhân. Chỉ những người thánh thiện mới có thể làm việc mà quý vị đang làm. Trông dễ đối với quý vị bởi vì đó là sứ mạng của quý vị. Quý vị thích làm việc đó, không phải ai cũng có thể làm. Mặc dù trông dễ đối với quý vị. Dĩ nhiên đôi khi chúng ta làm việc vất vả, nhưng với quý vị không có vẻ như một sự ép buộc hoặc điều gì đó khó khăn. Quý vị chỉ làm bởi vì quý vị muốn làm. Nào, khi tôi còn được gọi là đệ tử,
Mỗi ngày tôi quét sân và lau chùi bậc thềm, cầu thang và cảm thấy rất vui sướng rằng tôi lau chùi những bậc, những bước chân của chư thánh, chùi sạch bụi bẩn từ chân của chư thánh. Tôi rất vui sướng làm vậy. Trong bất kỳ đạo tràng nào, nếu có cơ hội làm việc, tôi luôn luôn cảm thấy rất vui sướng, cảm thấy được đặc ân và may mắn. Cảm thấy có gì đó bên trong, không phải bị ép buộc. Cảm thấy vô cùng sẵn sàng, làm với tình thương và với cảm kích. Giờ chúng ta đi sang Ấn Độ. Đây là từ Ai Cập và chúng ta đi tuốt sang Ấn Độ. Bây giờ trở lại với quý vị. Và vậy là xong, anh ta đậy lại, bịt kín cửa. Rồi sáng hôm sau, người giáo sĩ đến. Giáo sĩ trở lại nhà của anh ta và rồi họ mở lò nướng ra. Và bên trong, họ thấy một vòng hoa tang lễ, như mấy vòng mà quý vị phúng khi người ta chết. Như một vòng hoa tang lễ bên trong lò, nhưng nó toàn bằng vàng. Người giáo sĩ nhặt vòng hoa này lên và rồi từ vòng hoa đó rơi xuống một đóa hoa. Và hoa đó từng là ngón tay út của cô gái đẹp, con rắn. Khi cô ấy còn là cô gái đẹp, đó từng là ngón tay út của cô. Rồi người giáo sĩ nhặt cái hoa đó lên và trao cho chàng trai để làm kỷ vật. Tôi không biết anh ta có muốn nhớ chuyện đó không, nhưng có lẽ đó là cái cô ấy muốn tặng anh ta. Và rồi người giáo sĩ rời khỏi đó. Ông ấy đem chỗ hoa còn lại theo ông. Hết truyện. Truyện kết thúc. Truyện này được cho là xuất phát từ cộng đồng Do Thái ở Afghanistan. Dựa theo chú thích trong cuốn sách, nên không phải tất cả đều từ Jerusalem. Không phải vậy. Bởi vì người Do Thái họ không có quốc gia trước đó. Họ ở khắp địa cầu. Dù sao, truyện kết thúc rồi. Thật ra trong nhiều quốc gia họ ví phụ nữ như một con rắn hoặc một con hổ, bởi vì phụ nữ quá nguy hiểm cho đàn ông. Nhưng tôi nghĩ ngược lại. Nhìn đàn ông xem, họ không cần trang điểm hoặc làm bất cứ gì, thế mà phụ nữ luôn luôn phấn khích về họ. Và phụ nữ phải mang giày cao gót, trang điểm, nhuộm tóc như tôi. Dù thế cũng chẳng có ai ở đây, vẫn không có đàn ông quanh đây. Tôi thắc mắc phải làm gì nữa đây? Ở Âu Lạc Việt Nam, chúng tôi gọi phụ nữ là phái đẹp. Phái đẹp tiếng Anh nói làm sao ha? Đẹp gì? Dạ, phái đẹp. Người đẹp, phái đẹp. Như đàn ông là phái khác và chúng ta là phái đẹp. Họ gọi mình là phái đẹp. Nhưng chúng tôi không bao giờ cảm thấy rằng chúng tôi đủ đẹp. Thế nên phụ nữ dùng rất nhiều tiền để mua đủ thứ để làm cho họ trông đẹp hơn hoặc tự tin hơn. À, ngoại trừ quý vị, tôi mừng là quý vị không cần làm vậy. Tôi làm giùm tất cả quý vị rồi, nhờ có máy ảnh và việc làm của tôi. Dù sao, trong một số sách Âu Lạc Việt Nam, họ cũng nói nhiều chuyện về rắn và những điều như vậy. Và ngoài ra, rắn như là phụ nữ, như phụ nữ xinh đẹp, duyên dáng, đi vào văn hóa dân gian, vào sân khấu, vào thơ và văn. Truyện của chúng ta nhiều thứ. Vì vậy, phụ nữ chúng tôi nổi tiếng. Dù chúng ta gọi mình là gì, rắn hoặc hổ, gì cũng được. Đàn ông vẫn rất thích phụ nữ, bất kể là gì. Rắn hay không? Bởi vì một trong những truyện tôi đọc trước đây, người đàn ông không muốn nghe lời nhà sư giết con rắn. Và anh ta nói triết lý của anh là nhiều người còn độc địa hơn cả rắn nữa. Vì thế tôi thương cô ấy, tôi không cần biết cô ấy là rắn hay không. Nhưng bằng cách nào đó, vị tu sĩ, tôi nhớ, ông buộc mình can thiệp vào mối quan hệ của họ và bắt cóc con rắn, đem cô ta đi xa và cầm tù cô ở một nơi khác. Trong truyện đó, chàng trai không bị bệnh, nhưng nhà sư đi ngang qua thấy trong hào quang của anh ta có một loại tà ác. Ông ấy nói có năng lượng tà ác và tối tăm nào đó xung quanh anh ta. Thành ra nhà sư muốn giết con rắn, đem con rắn đi xa, và chàng trai khóc, nói nhiều người còn độc hơn rắn. Đó là triết lý của anh ta, tôi cũng đồng ý, đồng ý, đồng ý. Nếu quý vị thương ai đó thật nhiều, quý vị có thể chết cho người đó, không sao. Lựa chọn của quý vị. Có một chuyện cười, nhớ không? Tôi kể với quý vị đã lâu rồi.
Có một vị thầy và một đệ tử nhỏ, đệ tử trẻ sống trên núi. Họ hầu như không bao giờ đi xuống phố hoặc bất kỳ nơi đâu. Rồi một ngày nọ, vị thầy đem cậu đệ tử theo ông ấy xuống phố. Và ông ấy chỉ vào một số phụ nữ. Ông ấy nói, đây là các con hổ. Cọp, đừng nhìn cọp, đừng đến gần cọp, đừng nghĩ về cọp. Được rồi, tốt. Và sau khi họ làm xong việc gì đó mà họ phải làm, hai thầy trò trở về núi. Vị thầy hỏi cậu đệ tử, này, con có thích dưới phố không? Cậu nói, dạ có, con rất thích. Con thích gì nhất ở đó? Cậu nói, mấy con cọp. Thế nên phụ nữ chúng tôi là cọp, rắn và là những người được yêu dấu. Chúc mừng quý vị, hãy hành xử cho tốt. Đừng cắn nha. Vậy quý vị muốn một truyện ma khác hoặc truyện do thái nào đó? Dạ, truyện ma. Truyện ma khác à? Ồ, quý vị không sợ à? Truyện ma. Đêm nay là một đêm ma. May mắn tôi có một truyện khác mà đã kể quý vị nghe trước đây. Truyện đó. Người đàn ông có hai vợ. Như thế này. Trong thành phố Poznan, nơi nào đó trên thế giới, để xem coi có chú thích nào ở cuối trang đây không. Poznan, ở đâu? Không có. Ồ, đó là ở Ba Lan, trên bờ sông Warta, ở miền trung tây của Ba Lan, một trong những thành phố cổ xưa. Đây là một trong những thành phố cổ nhất trên thế giới chúng ta. Ở đó trong Poznan, tại Ba Lan, có một người đàn ông sở hữu căn nhà rất lớn, giàu sang, và nhà của ông ấy được xây bên cạnh một con đường. Có một tầng hầm lớn, rất lớn bên dưới căn nhà, nhưng cửa cầu thang để đi xuống tầng hầm luôn luôn bị khóa kín. Một lần nọ, có một chàng thanh niên đi xuống đó. Anh ấy có chìa khóa trong tay và muốn mở cửa cầu thang. Nhưng trước khi anh ấy mở cửa, người ta tìm thấy anh ta đã chết ở ngay trước cánh cửa đó. Cảnh sát đến và điều tra, nhưng họ không thể phát hiện chuyện gì đã xảy ra và tại sao chàng trai trẻ đã chết. Trong vòng 2 năm kể từ ngày đó, nhiều điều kỳ lạ xảy ra trong nhà và tất cả vận rủi cứ đến. Tất cả thức ăn trong nhà thường bị hư thối rất nhanh trước khi họ có thể dùng. Mặc dù còn tươi và vừa mới mua, thức ăn trở thành rửa nát, không thể ăn. Rồi nhiều sâu bọ sinh ra và những thứ như vậy. Và ngay cả khi họ đem cho chó, chó cũng không muốn ăn, bởi vì nó có mùi hôi thối và kinh hoàng với tất cả sâu bọ bơi trong đó. Ngoài ra, những người sống trong nhà đó thường thấy ánh sáng, đèn, hoặc đồ nội thất, hoặc nữ trang bị ném hỗn độn khắp nhà. Vì vậy, càng ngày họ càng sợ hãi. Và rồi từng người một, họ dọn ra khỏi nhà đó. Và vì nỗi sợ của họ, họ vô cùng sợ hãi. Và nỗi kinh hoàng của họ cũng ảnh hưởng những người khác trong phố. Nên tất cả họ tập hợp lại trong phố đó và rồi cố gắng tìm hiểu, thảo luận làm thế nào để loại bỏ con ma trong nhà đó. Truyện ma đêm giao thừa phần 4. Cho nên mỗi ngày, bất cứ gì tôi có, tôi thật sự rất cảm kích và thật sự biết ơn. Trong cuộc đời vật chất, tôi sống sướng hơn rất nhiều minh sư. Nghĩ lại vào thời xưa, như khi đạo sư Nan Nát. Chẳng có gì liên quan tới mà, muốn nghe không? Tiếp tục hả? Lịch của tôi. Ngay cả đạo sư Nan Nát, khi ngài đi khắp nơi để truyền bá giáo lý cho đệ tử của ngài, hoặc viếng đệ tử của ngài ở phố khác, ngài phải đi bộ trong rừng và ăn bất cứ quả mọng gì, hoặc trái cây dại, hoặc rau mà ngài có thể tìm thấy. Ví dụ như thế. Và Đức Phật phải đi ra ngoài khất thực mỗi ngày vì truyền thống của tỳ kheo là dấu hiệu của sự xả bỏ sở hữu. Bằng không, ngài có thể yêu cầu phụ dương của ngài cung cấp cho ngài mỗi ngày, cung cấp cho tất cả tỳ kheo nữa. Nhưng bởi vì lúc bấy giờ, các tỳ kheo phải ra ngoài và đi quanh khất thực. Thứ nhất, để tiếp tục khiêm tốn. Thứ hai, để tiếp tục xả bỏ những sở hữu bất kỳ loại nào. Thứ ba, để chịu đựng khi không có thức ăn, để vượt qua bất cứ gì và tiếp tục tu hành.
để không bị ràng buộc vào bất kỳ nơi nào hoặc bất kỳ đồ dùng hoặc tiện nghi nào. Ngày nay, tôi thật quá thoải mái, nhưng không thể làm như Đức Phật làm được. Bởi vì ngày nay, luật của mọi quốc gia đều cấm đi ra ngoài khất thực. Họ vẫn còn làm người vô gia cư, tuy nhiên đó không phải như điều hợp pháp, không tự nhiên như ở Ấn Độ vào thời đó, vào thời xưa. Ngoài ra, có rất nhiều công việc buộc chặt tôi vào một nơi. Cho dù tôi tiếp tục thay đổi nơi ở, nhưng vẫn cần có một nơi. Không cần phải lớn, càng nhỏ càng tốt cho tôi. Tôi luôn bảo quý vị điều đó, và cũng thật như thế. Nhưng tôi cần nơi để che máy tính, hộp mạng Internet, điện thoại, bất cứ gì. Bất cứ đó là gì. Chúng ta cần nơi ở. Ngoài ra, để giữ tôi khỏe mạnh, trong một khu an toàn có mái che, để không nhiễm bệnh dễ dàng hoặc bị cảm lạnh hay gì đó. Rồi công việc của chúng ta sẽ bị trì hoãn hoặc ngưng lại hoặc bị ảnh hưởng một cách tiêu cực nào đó. Quý vị cũng biết mà, phải không? Quý vị cũng không thể đi ra ngoài và sống theo cách các tỳ kheo của Đức Phật. Không thể được. Quý vị phải ở tại một nơi, trong một nơi an toàn và có nơi nghỉ ngơi để quý vị có thể làm việc. Và rồi phải có thức ăn sẵn sàng, bởi vì quý vị không có thời giờ để đi ra phố, và rồi đi khất thực này kia, và có lẽ cảnh sát sẽ bắt quý vị. Đó cũng là vấn đề. Thế nên bây giờ chúng ta phải độc lập về tài chính và này nọ. Nhưng tôi vẫn thích nơi nhỏ hơn. Nơi nhỏ là đủ rồi. Nếu tôi có nhiều quần áo, ngay cả có thể treo lên tường. Chỉ làm hai cái móc ở hai góc, và rồi treo tất cả quần áo lên đó. Đó là điều tôi đã làm trước đây. Mặc dù vậy, thậm chí không cần nhiều tủ kệ hoặc bất cứ thứ gì. Tôi không có bất kỳ tủ nào, chỉ có mấy ngăn kéo của bàn làm việc, như những gì quý vị có, tủ nhỏ. Và một tủ nhỏ bên dưới bàn, tôi dùng chúng để chứa một số quần áo của mình trong đó, và chỉ cần có thế thôi, bấy nhiêu thôi. Thế là vừa cho quần áo của tôi và một ít phấn trang điểm, phấn chống bóng, và thật ra đó là nhiều lắm rồi. Ước chi tôi có ít hơn, bởi vì nếu có nhiều thứ hơn tôi cũng cảm thấy bị dồn cục, không cảm thấy tự do. Trước đây tôi thường sống trong hang động, lúc đó cảm thấy khỏe hơn, thấy như hang động rất lớn, nhưng nếu sống trong nhà tôi cảm thấy cái nhà nhỏ, không biết tại sao. Bởi vì có lẽ tòa nhà, gạch và những thứ như vậy cảm thấy nặng nề. Khi sống trong lều cảm thấy còn tốt hơn nữa, thấy như tự do, rất gần thiên nhiên, không có nhiều để chăm lo. Đó là một đời sống tự do mà tôi thích vô cùng. Bây giờ tôi không vui như khi sống trong lều bên cạnh dòng sông, nơi không cần trả tiền điện, không lo về hóa đơn, có sẵn nước từ sông, chỉ phải lọc thôi. Thật ra cũng không cần phải lọc. Tôi bảo họ đào hố trên bờ sông để nước chảy từ sông vào hố đó ở bên dưới thì nước rất sạch và trong. Và rồi chúng tôi chỉ dùng vải nào đó, quần áo hoặc cái gì đó, một cái khăn để lọc thêm lần nữa, tuyệt hảo. Vì vậy chúng tôi không hề phải trả quá nhiều hóa đơn. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc. Và chúng tôi làm điều dớ dẫn như than tro mà chúng tôi đã nấu. Chúng tôi dùng phết lên mặt để ca kịch mỗi ngày. Chỉ để làm ca kịch cho vui, chúng tôi còn có máy quay phim băng hình nhỏ. Có lẽ một số băng vẫn còn đâu đó. Quý vị có thể đào ra và xem thử. Mỗi ngày họ nghĩ đến cách đóng kịch thế nào để làm cho tôi cười. Chỉ vài thứ vớ vẩn nào đó, nhưng rất buồn cười. Rất buồn cười. Như nếu có một nữ tu béo phì, họ bảo cô ấy đóng vai một công chúa, và rồi thay vì phết dài vết tro lên mặt cô ta, họ dùng lọ dưới đáy nồi đen kịch phết lên khắp mặt cô ấy, làm cô ấy đóng vai công chúa. Họ cứ bịa ra đủ mọi thứ. Và họ làm cho tôi một vương miện bằng loại dây leo này. Họ dùng một dây leo để sâu thành vương miện cho tôi, gắn vào vài bông hoa, rất dễ thương. Và rồi tất cả họ quỳ lại trước mặt tôi như lại hoàng thượng này nọ. Chúng tôi chơi đùa rất thú vị, như trẻ em. Lúc đó chúng tôi rất hạnh phúc.
Và tôi ngủ trên mặt đất ngoài trời, cũng có lều, dĩ nhiên, nhưng tôi chỉ vào trong lều khi nào trời mưa thôi. Không thích vào trong lều, nên ngủ trên mặt đất với mấy kiểu chiếu đó, loại chiếu mỏng mà mình cuộn lại, rồi mang ra bãi biển tại một số quốc gia. Thì tôi ngủ trên chiếu đó và thoải mái, không có muỗi, không có gì làm phiền tôi bao giờ. Và ngày nay, tôi có nhà, thế mà cả rắn cũng lẻn vào để cắn. Thời đó thật vui, đúng là lối sống của người xuất gia. Truyện ma đêm giao thừa phần 5. Trước đó chúng tôi có một miếng đất nhỏ tại Tây Hồ rồi. Miếng đất nhỏ thôi, như ở phía dưới điện Thâm Lâm. Nhưng không phải toàn điện Thâm Lâm như thế đâu. Chỉ là nơi có vài cái lều, đó là nơi chúng tôi sống, nhỏ hơn, có lẽ một nửa mẫu Anh, hoặc gần một mẫu, ít hơn. Chúng tôi sống ở đó và lúc ấy làm gì đó để bán, rồi có chút tiền và để dành một số. Khi chúng tôi đến Hảo Trà, sống trong lều như vậy đó một thời gian, nhưng không cần đi khất thực. Ở Đài Loan Formosa, tăng ni không được phép đi khất thực. Tôi không thấy tăng ni nào hết. Dù sao, đa số họ sống trong ngôi chùa lớn thoải mái hơn tôi, và người ta đến cúng dường cho họ, như vậy cũng tốt. Và họ phục vụ cho tín đồ, nên đó là một dịch vụ hai chiều. Tôi rất thích đời sống đó. Cứ kể quý vị nghe hoài, có không? Có kể quý vị trước đây chưa? Sống trong lều bên bờ sông. Có ha? Dạ có sư phụ. Nhưng bờ sông cũng có những bậc cao hơn, khu vực cao hơn. Thì chúng tôi cắm trại trên một khu vực cao hơn, rồi đi xuống một chút, không quá cao, để không phải leo lên quá cực. Rất thích thú. Chỉ bước lên vài cục đá là lên tới lều của mình. Và rồi bước xuống một chút và giặt giũ quần áo của mình ở đó. Rồi lấy nước để nấu và trong phút chốc là quần áo đã khô trên tảng đá nóng. Đó là một đời sống đẹp, cũng tương tự như đời sống của tôi tại Ấn Độ trước đây, đã kể quý vị nghe rồi, tại Rishikesh. Tôi thích loại đời sống này, không nhớ bất cứ gì khác ngoại trừ đời sống đó. Đôi khi tôi nhớ nhiều lắm, nhớ vô vàn, cảm thấy thật tự do, không cần nhiều tiền. Có đời sống rất giản dị, chỉ đi ra ngoài và mua những thứ đơn giản nào đó, lương thực chủ yếu căn bản như gạo hoặc khoai tây. Một số rau lâu hư như bông cải trắng và bắp cải và khoai tây, cà rốt này nọ. Những thứ này giữ được rất lâu, có thể giữ mà không cần tủ lạnh. Và nếu muốn nó mát thì cho nó vào túi xách và nhúng trong nước dưới mấy tảng đá để nó không bay đi mất. Cho nên rất thiên nhiên, không cần trả tiền cho bất cứ gì. Thật tuyệt vời. Dĩ nhiên chúng tôi có máy quay hình nhỏ và đôi khi họ diễn tuồng, nhưng chúng tôi không luôn luôn dùng nó. Và nếu dùng hết pin, chúng tôi gọi anh đồng tu tại gia đến đó đi sạc pin ở nhà của anh ấy, rồi mang trở lại cho chúng tôi. Loại đời sống này tôi thật sự thích vô cùng, thích nhiều lắm. Thời gian quá vui, quá hạnh phúc. Chúng tôi chưa bao giờ có vấn đề gì cãi cọ, hoặc bất cứ lời nói xấu nào, hoặc bất cứ tính khí xấu nào, hoặc tranh cãi với nhau. Không có gì, không gì hết. Không có gì hết. Luôn luôn vui vẻ mỗi ngày, hoặc ngồi đó trên đá mà thiền, hoặc ngủ đông, nằm lì trong lều, hoặc đi bộ quanh bờ sông, hoặc leo núi, hoặc đi tìm thức ăn dại nào đó, rau dại. Mọi người vô cùng vui vẻ, tôi cũng vui vẻ. Không bao giờ hỏi họ có vui vẻ hay không, nhưng tôi chưa bao giờ thấy họ khóc hoặc phàn nàn. Vậy chắc hẳn họ vui vẻ. Không ai muốn trở lại Tây Hồ trước đây. Trước đây chúng tôi đã có mảnh đất nhỏ ở Tây Hồ rồi. Không có đất lớn như bây giờ, chỉ bằng 1/15 thôi. 1/5 hay 1/10? Tôi không chắc. 10% mảnh đất chúng ta có bây giờ, cỡ đó. Mặc dù vậy, chúng tôi cũng không muốn quay về,
dù tiện lợi hơn, nhưng chúng tôi không muốn. Nhưng rồi tôi phải quay về, có lẽ phải về vì chương trình nào đó. Đã muốn ra ngoài thuyết giảng, đã chuẩn bị hay gì đó rồi, tôi không nhớ tại sao chúng tôi quay về. Chắc là buổi thuyết pháp nào đó đang chờ. Rồi, quý vị muốn truyện ma, chứ không phải lịch của tôi. Tôi sẽ đọc quý vị nghe truyện ma. Tại sao nói lâu như thế nhỉ? À, tôi đã bắt đầu đọc truyện rồi, đúng không? Rồi chàng trai đó chết, không biết tại sao. Rồi sau đó nhiều điều kỳ quặc xảy ra. Họ đã thử mời nhiều giáo sĩ. Họ đến đền, nhà thờ và hỏi giáo sĩ thượng phẩm tên là Doan. Vị đạo sĩ sống ở thành phố khác tên là Samok. Ông rất nổi tiếng về thi triển phép lạ và thần thông. Do đó tất cả họ đến đó và yêu cầu ông giúp loại trừ ma cho họ. Và dĩ nhiên, giáo sĩ Doan lập tức đi đến ngôi nhà ma đó. Rồi ông rất thành tâm và tử tế yêu cầu tất cả ma này xin rời khỏi căn nhà. Ông hỏi họ tại sao? Tại sao các ngươi ám căn nhà này? Các ngươi không biết là... Ông nói chuyện với họ. Ông dạy bảo họ. Ông nói các ngươi không biết rằng các ngươi không có quyền sống giữa loài người hay sao? Theo như địa vị, chủng loài của các ngươi, thì các ngươi nên đi đến vùng hoang vu nào đó hoặc nơi nào đó xấu xí, bẩn thỉu. Các ngươi không được sống giữa loài người. Ai cho phép các ngươi? Ai cho phép các ngươi ở chung với con người? Thế nên hồn ma, linh hồn của ma trả lời ông. Ông có thể nói chuyện với ma, hiểu không? Một số người có thể. Một số đệ tử của tôi có thể. Nhiều hội viên có thể. Rồi hồn ma nói với giáo sĩ Doan. Nói tổng quát thì đúng là vậy. Vâng, nhưng nhà này thuộc về chúng tôi và chúng tôi có quyền. Quyền hợp pháp ở lại đây. Thì giáo sĩ Doan hỏi hồn ma, làm sao ngươi biết chỗ này thuộc về các ngươi một cách hợp pháp khi các ngươi chưa bao giờ đến tòa án để đòi hay để tuyên bố quyền đó? Vậy bây giờ, điều đầu tiên là các ngươi phải đem câu chuyện này, lời khiếu nại của mình, đến tòa án Bosnan. Rồi nếu trường hợp của các ngươi là đúng và nếu thắng kiện, thì có thể các ngươi có quyền sở hữu căn nhà này, không ai có thể tự đặt mình trên pháp luật. Ngay cả ma. Đó là lời giáo sĩ nói với họ. À, mấy hồn ma nghe những lời khuyên này xong thì đồng ý. Họ nói, vâng, chúng tôi sẽ đến tòa án Bosnan và trình lời khiếu nại của mình. Ngày hôm sau, cùng với giáo sĩ Doan và nhiều giáo sĩ địa phương khác cấp thấp hơn, người chủ của căn nhà và hồn ma đi đến tòa án. Rồi khi mọi người đã ngồi xuống xong, bỗng nhiên họ nghe có tiếng nói, nhưng họ không thấy ai cả. Họ chỉ nghe được tiếng nói và tiếng nói đó nói, thưa quý tòa, làm ơn cho tôi giải thích hoàn cảnh của mình. Là vì trước đây lâu rồi, lâu lắm rồi, có một người, ông là thợ kim hoàn. Ông làm đồ trang sức, là thợ kim hoàn, ông ở trong nhà đó. Và lúc đó ông có hai bà vợ, một vợ là người và vợ kia là quỷ hoặc ma. Nhưng ông thương vợ ma nhiều hơn vợ người. Ông thương vợ ma nhiều tới nỗi ngay cả giữa buổi cầu nguyện, ông cũng bỏ đó và chạy từ nhà thờ về nhà để ông có thể ở bên vợ ma. Cứ như thế, ông tiếp tục sống với hai bà vợ. Và cả hai bà vợ đều có con với ông, nhưng vợ người không biết gì về vợ thứ hai, bà vợ ma. Nhưng một ngày, bà ấy phát hiện ra như thế này. Trong bữa tiệc lễ quá hải. Biết lễ quá hải ha? Dạ. Quý vị biết lễ quá hải chứ? Dạ. Biết là gì phải không? Dạ biết sư phụ. Ừ, đó là lễ hội để ăn mừng lúc người Do Thái trốn khỏi Ai Cập và vượt qua biển quá hải để được an toàn. Bằng không họ sẽ bị quân đội Ai Cập đuổi theo kịp và họ sẽ không thể sống sót. Bởi vì sau khi họ băng qua biển, biển mở ra cho họ vượt qua để đi bộ qua, và sau khi tất cả họ đi qua, biển đóng lại. Vì vậy, các binh sĩ khác của quân Ai Cập đã chết đuối hoặc không dám đi xuống nữa.
Quý vị biết chuyện đó phải không? Nói để lỡ quý vị quên. Vậy bây giờ chúng ta đến đâu rồi? Một ngày nọ, bà vợ người phát hiện ra, bởi vì đó là lễ hội, tiệc lễ quá hải. Và đang giữa tiệc, người chồng đứng dậy nói, ông phải đi vào phòng tắm. Nhưng người mẹ và nhiều người con cái của họ chờ đợi, chờ rất lâu mà không thấy ông quay lại. Thế nên bà bước ra khỏi đền, đi tìm ông, lo lắng điều gì đó đã xảy ra với ông. Rồi bà ấy về nhà. Bà tìm khắp nơi trong nhà mà không thấy ông, và trong phòng tắm cũng không có, nên bà ấy đi xuống tầng hầm. Và bởi vì cửa tầng hầm luôn luôn bị khóa, nên bà ấy nhìn qua lỗ của ổ khóa, và bà ấy nhìn thấy một bộ nội thất xinh đẹp, có bàn, sofa và ghế, mọi thứ mạ vàng. Và có một chiếc giường đẹp đẽ, được trang trí sang trọng, và trên giường đó có một phụ nữ xinh đẹp, đang ngồi ở đó không mặc quần áo. Hơn thế nữa, chồng bà đang ôm người phụ nữ đó và hôn cô. Đủ thứ như một người chồng âu yếm vợ mình. Thế rồi người phụ nữ này, bà vợ người tội nghiệp này, sợ hãi quá, kinh sợ, bà ấy chạy trở về phòng ăn. Bà không thốt nổi nên lời, chỉ ngồi đó thẫn thờ như thể đã mất trí và toàn thân run rẩy. Một lát sau, người chồng trở lại bàn ăn, bà vợ cũng không nói gì, và rồi cả buổi tối sau đó, bà không hề nói với ông một lời. Sáng hôm sau, khi trời vừa hửng sáng, bà ấy lập tức đi ra ngoài nhìn ngõ để tìm vị giáo sĩ. Bà kể cho ông nghe mọi điều mà bà ấy đã nhìn thấy. Và rồi giáo sĩ... Quý vị nên biết đây là truyện Do Thái, nên giáo sĩ đây là giáo sĩ Do Thái hoặc cấp bậc nào đó như thế. Rồi bà kể với giáo sĩ Do Thái thay vì tôi chỉ nói giáo sĩ, nhưng đó là giáo sĩ Do Thái trong ngôn ngữ của họ, trong thuật ngữ tôn giáo của họ. Truyện ma đêm giao thừa, phần 6. Rồi bà ấy đi tìm giáo sĩ Do Thái và kể cho ông nghe hết những điều mà bà đã nhìn thấy. Và rồi giáo sĩ yêu cầu người chồng đến gặp ông, và người chồng thú nhận hết. Người chồng nói, vâng, thưa giáo sĩ, mọi điều ông nghe đều đúng, là như thế đó. Tôi có một người vợ khác, nhưng cô ấy không thuộc về loài người. Rồi giáo sĩ cho ông một thứ như, tôi biết, chỉ tôi quên, một vật như lá bùa để bảo vệ ông. Đôi khi pháp sư hay giáo sĩ đưa cho người ta cái gì đó để giữ hoặc để đeo, hầu bảo vệ tránh khỏi lực lượng âm hoặc ma quỷ nào đó, hoặc đại khái vậy. Thì giáo sĩ đưa cho ông một trong mấy lá bùa này, đưa cho ông và nói với ông rằng, ông viết nhiều danh hiệu chư thánh lên đó và rồi đeo lên cổ ông. Một thời gian sau, bùa này thật sự có tác dụng. Và ông không còn có thể thân mật quá với vợ ma đó nữa. Và rồi cuối cùng, ông bỏ bà ta. Mọi người đều chăm chú nghe, và hồn ma tiếp tục nói. Nhiều năm rồi, nhiều năm trôi qua, và rồi người thợ Kim Hoàng qua đời. Trước khi ông chết, vợ ma đến gặp ông và khóc với nước mắt đầm đìa. Nói, làm ơn anh yêu, xin rủ lòng thương cho lũ con nhỏ của chúng ta. Đừng để cho các con trở thành không cửa, không nhà. Thế rồi hồn ma, bà ấy dùng tất cả sức mê hoặc, mỉm cười quyến rũ ông. Ngồi bên cạnh ông rồi ôm chặt ông cho tới khi ông đồng ý để vợ ma này và mấy đứa con ở trong một phần của căn nhà. Đó là tầng hầm. Họ đang cư ngụ trong tầng hầm bây giờ. Đó là nơi họ cư ngụ cho đến nay. Và nhiều... nhiều năm nữa trôi qua. Chà, mà sống lâu ha. Mọi người đều chết, họ vẫn còn ở đó. Nhiều, nhiều năm nữa trôi qua, và cả nước Ba Lan phải chịu đựng chiến tranh, tình trạng hỗn loạn, hoàn cảnh tị nạn, đủ thứ. Và trong thời kỳ thảm sát tại thành phố Komenisti ở Ba Lan, cả gia đình của người thợ Kim Hoàng đều bị giết chết hết. Không ai trong họ sống sót,
Không người nào trong gia đình của thợ kim hoàn sống sót. Tất cả họ đã bị giết và chết. Thế rồi hồn ma kết luận thế này. Chúng tôi là những kẻ duy nhất còn lại từ gia đình của người thợ kim hoàn. Vì vậy đây là di sản hợp pháp của chúng tôi. Thế nên chúng tôi là chủ của nơi này bởi vì đó là từ tổ tiên của chúng tôi, từ cha ông tổ tiên của chúng tôi. Sau khi hồn ma kể xong câu chuyện của mình, những người chủ nhân hiện tại của căn nhà đứng dậy và cũng khiếu nại. Họ nói với quan tòa, thưa quan tòa, chúng tôi mua căn nhà này bằng tiền kiếm với mồ hôi nước mắt, nên chúng tôi là chủ hợp pháp của căn nhà đó. Trái lại, những hồn ma này chỉ xâm chiếm căn nhà, nên họ không thể là chủ nhân hợp pháp. Hơn nữa, họ không phải là người, họ không được sống chung với người. Sau khi quan tòa nghe chuyện của cả hai bên, họ gặp nhau và thảo luận chuyện đó. Rồi sau đó vị chánh án đã có phán quyết như vậy. Phải, chúng tôi quan sát thấy rằng những người này, con người, đã mua căn nhà này hoàn toàn đúng theo luật. Vì vậy nhóm ma không có quyền gì cả đối với căn nhà này, không thể ở lại đây. Và hơn nữa, khi vợ ma cầu xin người chồng để lại cho họ một số tài sản của ông, bà ta không dùng cách hợp pháp, bà dùng kiểu cách xảo quyệt, mê hoặc hay là quyến rũ ông theo cách ma, cách tà. Ngoài ra, không có bằng chứng nào cả để cho thấy rằng hồn ma này thật sự là vợ của người thợ kim hoàn đã chết. Vì vậy, nhóm này không có quyền gì cả đối với căn nhà này, không thể ở đó hoặc đòi làm chủ. Hơn nữa, đây là nơi cư ngụ dành cho con người, không phải một vùng hoang vu. Cho nên, theo quyết định của tòa án, giáo sĩ Doan đã thành khẩn tha thiết yêu cầu tất cả ma rời khỏi tầng hầm căn nhà. Và họ phải đi đến nơi nào đó hoang du, nơi nào đó không có người sống, tìm một nơi để cư ngụ. Thế rồi tất cả ma vâng lời phán quyết của tòa trong vụ kiện này, cũng như lời khuyên của giáo sĩ. Rồi họ dọn đi. Kể từ đó những người sống trong căn nhà này không gặp vấn đề nào nữa, không còn chuyện kỳ quặc nữa, hoặc bất kỳ điều gì kỳ quặc xảy ra trong nhà nữa. Đồng thời bây giờ hết chuyện. Xong ha. Ôi trời ơi, khắp nơi đều có chiến tranh trong mỗi thời kỳ trên địa cầu. Nếu không có chiến tranh ở đó, thì chiến tranh ở đây. Cuộc chiến đó ở Ba Lan kéo dài hơn 10 năm và rất nhiều người chết. Chết một cách vô nghĩa. Bởi vì người nước Jorgen đã sống ở đó và rồi họ đánh nhau với người Ba Lan. Jorgen không muốn Ba Lan kiểm soát họ nên họ làm cách mạng. Và rồi đánh nhau từ năm 1648 đến năm 1657. Gần 10 năm, rất nhiều người chết. Gần giống như thanh trừng sắc tộc. Rất đáng buồn. Chuyện của chúng ta về thế giới, về địa cầu, thật sự là một chuyện buồn nếu quý vị tiếp tục đọc lịch sử. Chúng ta chẳng học hỏi gì nhiều kể từ đó. Từ vô thủy, chúng ta gây chiến, chúng ta giết, chúng ta chiếm hữu. Vậy chúng ta không thể đổ lỗi cho ma ở đây, phải không? Đôi khi quý vị đi bằng đường chính thức, không có nghĩa là quý vị sẽ nhận được sự chú ý mà mình cần, hoặc thẩm phán hay quyết định công bằng mà quý vị cần từ luật pháp. Thế giới chúng ta phần nhiều vẫn còn là thế giới của kẻ mạnh. Kẻ mạnh áp bức kẻ yếu. Nếu ngươi chết thì ta sống. Loại thế giới vậy đó. Và tôi không biết làm sao người ta tiếp tục khuynh hướng sống này bởi vì nó vô ích. Sớm muộn rồi tất cả chúng ta đều sẽ chết. Đánh nhau quá nhiều vì cái này cái kia, vì nhà cửa và đất đai hoặc bất cứ gì. Để làm gì? Tất cả những người trong chuyện đó, người có quyền sống trong căn nhà, sở hữu căn nhà bởi vì họ mua nó bằng tiền kiếm được chính đáng. Dù vậy, ma cũng không có lỗi bởi vì có một thông luật là nếu một người đàn ông và một người phụ nữ sống với nhau và thậm chí có con với nhau thì họ là gia đình. Họ đúng là một cặp vợ chồng dù họ không có giấy đăng ký kết hôn chính thức hoặc hôn nhân kiểu nào đó. Có một thông luật họ gọi là vợ sống chung, chồng sống chung, không giấy hôn thú. Thời xưa chúng ta không cần nói với ai rằng chúng ta kết hôn hoặc không cần giấy đăng ký kết hôn nào hết. Ngày nay phức tạp hơn nhiều.
giấy chứng nhận đó là phức tạp hơn, bởi vì nếu quý vị muốn tự do, thoát khỏi hôn nhân. Ồ, đó là một rắc rối khác. Quý vị phải ra tòa một lần nữa để tuyên bố rằng quý vị không muốn ở với nhau nữa, và chỉ khi nào người phối ngẫu kia cũng đồng ý ly dị. Bằng không, sẽ có nhiều rắc rối hơn, và rồi con cái, con nào đi với ai, và mỗi người sẽ có bao nhiêu tiền và đủ thứ. Ôi trời ơi, chúng ta làm gì thế? Đang làm gì trên cõi trần này, đối với nhau và với chính mình? Thế mà tự gọi là văn minh này kia. Thành thật mà nói, những hồn ma ở đây có quyền hơn nhiều người khác trên thế gian. Những người tìm đủ mọi cách chỉ để cướp từ người khác một cách trắng trợn, dù hợp pháp hay không. Và phía mạnh luôn luôn thắng, hầu như vậy. Cũng giống như nhiều người, họ sống ở một quốc gia rất tự do, họ không trân trọng nó, họ lạm dụng quyền tự do. Họ làm đủ mọi thứ gây rắc rối cho quốc gia, cho chính phủ, cho cảnh sát, bởi vì họ tự do làm những gì họ muốn ở một số quốc gia nào đó. Cho đến khi họ không còn tự do nữa, thì họ lại làm giống y như vậy, cũng chống đối. Chống đối sự phi tự do, và sau đó than phiền rằng chính phủ không dân chủ, không cho họ tự do, này nọ. Và khi họ có nền dân chủ, khi họ có tự do, họ không sử dụng nó một cách sáng suốt, và rồi gây thêm rắc rối khó khăn, cho tới khi chính phủ phải thay đổi chiến thuật và trở thành một thực thể kiểm soát hơn, hầu giữ cho xã hội trật tự yên bình, để cho mọi người có thể tiếp tục làm việc, kiếm sống, không phải ngày nào cũng gặp rắc rối trên đường phố hoặc phá hoại trên đường phố, và cửa hay kính của doanh nghiệp bị đập vỡ. Và người dân không dám đi ra ngoài mở cửa hàng và không thể đi ra ngoài làm việc bởi vì giao thông ngừng trệ. Và vì nguy hiểm do những người phản đối hoặc bất cứ gì. Cho nên như vậy cũng không đúng. Và trong một số quốc gia, họ không có quyền ngay cả phản đối. Cho nên họ cũng có cái gọi là hòa bình. Họ cũng có hòa bình nhưng rồi cũng dưới sự áp bức. Điều đó cũng không đúng. Nên chúng ta làm gì cũng phải theo trung đạo. Chúng ta không được làm bất cứ điều gì thái quá. Tôi nghĩ đó là tốt nhất bởi vì chúng ta phải nghĩ đến những người khác xung quanh mình. Nghĩ đến những người khác có ích hơn những gì chúng ta có. Trong bất cứ tình cảnh nào. Ngay cả trong quốc gia tự do, đôi khi họ không phải lúc nào cũng có công lý này. Tòa án và cảnh sát, người đứng về phía luật pháp, không phải họ lúc nào cũng đúng và công bằng. Còn tùy vào địa điểm và ai là thẩm phán, ai là cảnh sát, cũng như vậy nữa. Rất khó để sống ở thế gian này, phải không? Tôi luôn thấy thương cho con người. Nhiều điều xảy ra mà không có công lý. Nhiều người sống trong sợ hãi, ngay cả ở quốc gia tự do. Gần đây tôi nghe nói quốc gia nào đó trong cuộc bầu cử, một đảng cứ đe dọa các thành viên của đảng kia và khiến họ sợ tự nhận thuộc về đảng gì gì đó. Tôi đọc tin đó trong báo, như vậy không đúng. Và đó lẽ ra là quốc gia dân chủ nhất trên thế giới, hoặc tối thiểu là một trong những nước dân chủ nhất. Và người ta không dám tự nhận là thành viên của đảng gì gì đó. Họ thậm chí sợ bày tỏ lý tưởng, quan điểm của họ. Mọi người có quyền, có lựa chọn, và lựa chọn lý tưởng là họ nên ủng hộ hay thuộc về đảng nào, và họ nên ủng hộ và tin tưởng tổng thống nào. Nhưng sử dụng chiến thuật gây sợ hãi như vậy là không đúng. Và nó đã xảy ra tại nhiều quốc gia, không chỉ một. Ngay cả quốc gia gọi là tự do nhất, có loại điều như vậy. Rằng người ta rình rập theo dõi nhau để ghi lại lý lịch của người kia, để họ có thể xác định ai là người gọi là kẻ thù. Đảng kia không phải là kẻ thù của quý vị. Làm như vậy, quý vị chia rẽ quốc gia, chia rẽ sức mạnh của mình, và rồi kẻ thù có thể thắng. Đó là điểm chính. Và rồi quý vị có thể mất tự do trước khi thậm chí biết được, bởi vì quý vị đã phá vỡ nó, đã làm hỏng nó, bằng cách nào đó quý vị làm nó tổn hại. Quý vị biết, giống như một căn nhà có lỗ hổng hay gì đó, thì rắn rết hoặc côn trùng và những loài khác sẽ vào hại quý vị.
Truyện ma đêm giao thừa phần 7. Đồng tu, về ma thưa sư phụ, một số người chết và trở thành ma, tại sao lại như vậy? Và họ sẽ là ma bao lâu trước khi họ có thể tái sanh hoặc đi nơi nào đó? Sư phụ, còn tùy vào nghiệp của họ, tùy theo họ đã tạo bao nhiêu nghiệp xấu và loại nghiệp nào, không phải lúc nào cũng là ma mãi mãi. Họ sẽ tái sinh, nhưng đôi khi cần lâu hơn, hoặc một số cần ít thời gian hơn. Họ chết và rồi trở thành ma, thật ra gọi là tà ma. Gọi ma cũng được, ít nhiều cũng giống nhau, hoặc quỷ. Họ trở thành quỷ hoặc ma bởi vì họ không có đủ tội để đọa địa ngục, và không có đủ nghiệp, thiện nghiệp để trở thành người, hoặc không có đủ nghiệp trong thể loại động vật để họ được tái sinh làm thú vật. Mỗi loại chúng sinh trên địa cầu, chẳng hạn, có một thể loại dành cho linh hồn của họ nếu họ không thay đổi lối sống trong khi họ có cơ hội. Như chúng ta đang có một thân người bây giờ, có thể làm nhiều điều, có thể làm từ thiện, có thể giúp đỡ lẫn nhau, có thể tìm minh sư để khai sáng mình và rồi chúng ta sẽ được giải thoát vĩnh viễn. Nhưng một khi quý vị mất thân người thì sẽ khó. Ví dụ như nếu là heo, quý vị không thể đến tìm minh sư. Quý vị không bị hành hạ, quý vị không bị hành hạ đâu đó trong lò sát sinh thì đã may mắn lắm rồi. Nhưng loài vật họ biết hết. Họ biết nhiều hơn con người. Tôi không có ý nói tất cả động vật biết hoặc quan tâm đến khai ngộ, nhưng nhiều thú vật biết, họ hiểu, chỉ là họ không có lựa chọn. Không thể đi đâu để nói chuyện với loài người, để tìm một trung tâm của Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư mà thọ tâm ấn. Có lần tôi sống ở Costa Rica một thời gian và đệ tử đi ra ngoài mua rau và trái cây chất đầy xe để mang về nấu. Xe tải, xe bán tải, đằng sau trống có rau, thực phẩm và trái cây, đủ thứ trên đó. Rồi họ chỉ đậu xe ở lối vào và bò. Lúc bấy giờ chúng tôi không hề có hàng rào xung quanh trung tâm nào của mình. Và bò từ khu láng giềng nơi nào đó chạy đến, chạy, 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 chạy đến xe tải. Và đây là chuyện thật. Một số người biết chuyện đó vẫn còn sống ở Costa Rica. Một số anh chị em đồng tu vẫn còn sống. Tôi cũng ở đó lúc đó. Và bò đi đến xe tải đầy rau và quả đẹp, tươi và ngon. Chú không ăn gì cả, chỉ dùng miệng lấy một tờ đơn xin thọ tâm ấn và đứng đó một lúc. Và rồi sau đó chú bỏ đi, không ai nhìn chú, không ai nói gì. Tôi nghĩ đồng, anh ấy vẫn còn nhớ chuyện này. Nếu quý vị hỏi anh ấy, lúc đó anh ấy đang ở Costa Rica cùng với tôi. Có một lần khác, lần đó một chú chó, chó hoang, chó đi lạc đâu đó, đến trước mặt đồng và quỳ ngay đó trước mặt anh ấy, cứ khóc với đôi mắt rơi trong một lát và rồi bỏ đi, dĩ nhiên. Và tất cả nhện mà tôi đã gặp, họ nói họ nghe giáo lý của tôi, họ không ăn côn trùng sống nữa. Tôi kể quý vị lần trước, phải không? Cũng vậy. Và chồn hôi nữa, cũng vậy. Chú không muốn ăn sinh vật sống nữa, như côn trùng sống, hoặc loài vật sống như ốc sên và ếch và đủ loại trong vườn. Chú không muốn. Thành ra chú hỏi chó của tôi cách tìm thức ăn khác. Có nhiều loại ma, một số bình thường, một số có lực lượng đáng kể, một số không có. Thành ra một số ma có thể tự biến hóa, có thể tự biến thành người, nhìn giống người hoặc bất kỳ loại thú nào họ thích. Chỉ để làm điều gì đó, không cần phải làm ma mới có lực lượng đó. Nhiều loài vật khác, họ cũng có thể làm vậy, nếu họ có đủ lực lượng. Không phải tất cả loài vật đều có lực lượng giống nhau. Thì vợ ma này của thợ Kim Hoàng, bà ấy nhất định cũng có một số công đức rất tốt ngoài việc có nghiệp làm ma. Ma là người không thể xuống địa ngục, không xuống địa ngục không thể lên thiên đàng, không thể tái sanh làm người và không thể tái sanh làm loài nào khác ngoài trừ làm ma. Nhưng họ cảm thấy như họ là người, họ sống trong nhà và gắn bó với nó, giống như quý vị sống trong nhà của mình. Quý vị biết mình là ma sau một thời gian, nhưng trước đó có lẽ không biết. Tưởng rằng mình không phải là ma. Và quý vị sống giống như mọi người khác, và rồi cũng có thể tự biến thành người,
và kết hôn với một người nam hay người nữ. Đây không chỉ là chuyện dân gian mà là những chuyện có thật. Và một số động vật, họ cũng có thể tự biến hóa như chuyện con rắn. Không có nhiều chuyện này lắm nhưng đã xảy ra. Có một số như thế đó. Nên hãy chắc chắn quý vị thiền cho tốt để không phải trở thành rắn hay ma. Và để không có con rắn nào tự biến hóa rồi đến gặp và đưa quý vị ra khỏi chỗ thoải mái của mình. Còn câu hỏi nào khác nữa, cưng? Đồng tu, thưa sư phụ, thường thường là những chuyện rắn biến thành người. Có lý do nào họ là rắn thay vì các loài vật khác không? Sư phụ cũng có, ví dụ như cáo. Nhưng họ thường nói về cáo và rắn nhiều hơn các loài vật khác. Có lẽ nếu họ sinh ra làm những loài chúng sinh này, đó có nghĩa là họ có một số lực lượng đặc biệt. Loài khác mà cũng là ma, không có lực lượng này. Nhưng những ai sinh ra làm loài đó, có lẽ là thể loại đặc biệt của họ có loại lực lượng đó. Và họ cũng tu luyện. Một số có thể sống nhiều ngàn năm và họ có thể biến hóa bất kỳ lúc nào thành bất cứ gì họ muốn. Nhưng họ không phải như khai ngộ. Họ sẽ có thần thông. Họ có ý lực để điều khiển thân thể và môi trường của họ. Họ có thể biến hóa không phải chỉ thân thể của họ thôi, mà còn nhiều thứ khác, như biến ra một căn nhà đẹp hoặc gì đó, hoặc trái cây, hoặc cây cối nào đó, tùy theo họ có mục đích gì vào lúc đó. Nhưng họ không thể giữ hình dạng người mãi. Họ có thể có lực lượng để biến hóa một lúc thôi, vì bất cứ gì cũng cần năng lượng. Thế nên nếu họ ở với chồng hoặc ai đó thì họ biến hóa hoặc họ biến thành người. Nhưng bất cứ khi nào có thể, như họ lén lút vào phòng tắm hoặc đi ra ngoài nơi nào đó để làm rắn một lúc, bởi vì cần có năng lượng duy trì để tiếp tục làm người. Con người chúng ta có năng lượng đó rồi, chúng ta không cần duy trì nó, ngoại trừ có lẽ chúng ta ăn uống và đủ thứ. Nhưng lực lượng để làm người đã vốn có trước khi quý vị ra đời, thành ra quý vị có thể làm người. Đối với họ, nó khác. Họ được định trước để làm rắn hoặc gì đó là vì họ không có đủ phẩm chất con người. Có nhớ tôi bảo quý vị cần bao nhiêu điểm để được làm người không? Vì thế con người cũng khác nhau. Một số người có nhiều phẩm chất con người hơn, họ trở thành cao thượng hơn, cao thượng và đẹp từ trong ra ngoài. Và một số xấu xí, một số ít cao thượng hơn, một số không nhân hậu, một số hung dữ, một số ngốc nghếch, một số thông minh hơn. Đó là vì lực lượng con người nhiều hay ít. Do đó, phẩm chất con người có khác nhau, trí thông minh con người cũng khác nhau tùy vào quý vị đã kiếm được công đức nào trong kiếp trước, hầu có phẩm chất con người như quý vị có trong kiếp này. Ma, họ cũng vậy. Họ có những loại công đức khác nhau. Có lẽ họ đã học thần thông từ trước, vì vậy sau khi họ rời khỏi thân người, họ vẫn có thần thông bởi vì họ đã tu luyện rất chăm chỉ và nó đã ăn sâu trong họ rồi. Họ có thể không có đủ công đức để làm người, nhưng họ có đủ công đức để giữ lại lực lượng của họ. Và rồi họ tiếp tục tu luyện theo hướng đó để tiếp tục, để duy trì sự hiện hữu vật chất của họ trên địa cầu. Và rồi họ có lực lượng để đôi khi biến hóa thành người. Trong truyện Tây Du Ký, nếu quý vị đọc nó hoặc nếu đã xem phim, ý nói bộ phim hay từ Trung Quốc, chứ không phải chỉ bộ phim họ chiếu trước đây. Đó chỉ là một bộ phim rút gọn và cũng không hay lắm. Và có một đệ tử của đường Tam Tạng, ông là Trư Bát Giới. Ông là người nhưng mặt của ông trông giống như heo và ông hầu như thích ăn rất nhiều, lười biếng và hay phàn nàn. Nhưng là chàng trai có tâm địa tốt. Rồi nếu ông phải lòng một phụ nữ, điều đó không được phép. Nhưng đôi khi ông cứ làm thì ông sẽ tự biến thành một thanh niên trẻ đẹp, điển trai. Và rồi sau một lúc ông mệt, ông nói, ồ, mình nhìn như thế này, cứ biến hóa mãi mệt quá, vậy cứ như thế này thôi. Ông chán sử dụng lực lượng của ông để biến thành người quý phái và trông đẹp trai, nên một ngày nọ ông chỉ nói, ta như thế này thôi, cứ biến hóa mãi mệt quá. Như thế đó. Nhiều ma cũng không có lực lượng nhiều như mấy ma trong truyện này,
thậm chí có thể nói lớn tiếng và rõ ràng bằng ngôn ngữ con người như vậy. Nhưng để làm như thế, họ cần rất nhiều lực lượng hoặc năng lượng. Sau đó họ về nhà, có thể bị kiệt sức, phải bổ sung lại năng lượng bằng một số hình thức tu luyện thần thông nào đó. Và phần lớn ma không được phép ở với người bởi vì năng lượng của họ tối hơn, thấp hơn, nặng nề. Nếu sống quanh con người, họ sẽ ảnh hưởng con người một cách tệ hại. Thành ra tôi cố gắng gom hết những ma hung hăng này trên địa cầu. Một số họ rất bướng bỉnh và mạnh mẽ, họ có lực lượng. Không có lực lượng như một số thần lớn, nhưng họ mạnh tới mức độ nào đó. Vì thế trong thế giới Atula, họ thường đi lên cảnh giới Atula cao hơn và đánh nhau với thiên đàng ở đó để lấy thêm tài sản, thêm không gian hoặc chỉ đánh nhau vì điều gì đó. Truyện ma đêm giao thừa, phần 8. Nhưng một số ma yếu hơn, họ không có đủ lực lượng, nhưng họ cũng có thể gây rắc rối, như là nếu họ không muốn quý vị ở trong nhà vì lý do nào đó, họ có đủ lực lượng để ném đồ dùng của quý vị, như son, nồi, và đập vỡ tất cả kính của quý vị, đại khái vậy. Làm ồn để quý vị rời đi bởi vì họ nghĩ căn nhà thuộc về họ. Hoặc họ chỉ tình cờ chiếm hữu nó bởi vì nhà đó không có người ở đã lâu rồi. Vì vậy, cũng giống như con người, một số nhà không có người ở rồi một số người không có nhà cứ đi vào đó sống. Tới khi có lẽ người chủ khác đến hoặc cảnh sát đến thì họ dọn đi, giống như trong truyện này. Ma và người tương tự. Chỉ có điều ma không được phép ở gần người bởi vì năng lượng của họ sẽ hút năng lượng của người, làm cho người mệt mỏi, làm họ bị bệnh, hoặc khiến họ làm những điều sai trái, ngay cả mặt tinh thần, chứ không chỉ vật chất thôi. Nhiều ma quỷ hung hăng, họ mạnh hơn thế nữa. Họ có thể ảnh hưởng đến quyết định và khả năng của con người. Vì vậy, một số người bị ma ám hoặc bị ảnh hưởng bởi ma quỷ hung hăng này quá nhiều, tới nỗi họ không thể nói lưu loát. Họ nói lắp bắp, hoặc đôi khi nói điều này nhưng có ý kia, hoặc không nói đúng từ ngữ, hoặc đúng từ ngữ nhưng lắp bắp, người ta không nghe rõ lắm. Không phải mọi người trong tình trạng đó đều bị ma ám, nhưng nếu họ bị ma ám thì thường xảy ra như vậy. Quý vị không cần lo lắng về những ma quỷ này. Nếu quý vị giữ đầu óc ngay thẳng, tâm trong sạch, mục đích cao thượng, không ma nào có thể đến gần, ngay cả không thể hiện ra ở xa, không thể làm hại quý vị. Họ thích hút năng lượng của con người để họ cảm thấy khỏe, để họ có thể duy trì năng lượng của họ tốt hơn. Họ có thể lấy năng lượng của quý vị, làm nó trở thành năng lượng của họ. Giống như khi quý vị có thể tiếp tục sống, họ có thể tiếp tục sống. Giống như trong truyện đó, chúng tôi cũng có một số truyện như vậy ở Âu Lạc Việt Nam. Họ hút năng lượng của quý vị cho tới khi quý vị không còn gì nữa. Một số ma mạnh mẽ, họ hút hết một lần và lưu trữ nó trong thân thể họ để tiếp tục làm người một thời gian. Và một số không thể tiêu hóa nó, nên họ phải ở gần bên và hút một chút mỗi ngày như quý vị ăn mỗi ngày. Thế giới này đầy ma quỷ yêu tinh, đủ thứ cả. Chỉ vì quý vị không thấy được. May là quý vị không thấy bởi vì họ trông gớm ghiếc. Nếu thấy hình dạng thật của họ, đôi khi họ trông đáng sợ lắm. Một số họ trông thật đáng sợ. Nhưng nếu một người thẳng thắn, tốt và cao thượng, không ma nào có thể đến gần hoặc làm bất cứ gì hại họ. Ở Âu Lạc Việt Nam chúng tôi nói, ma bắt coi mặt người ta. Ma bắt coi mặt người ta, nghĩa là cho dù quỷ muốn bắt quý vị, họ phải xem quý vị là ai trước đã. Nghĩa là họ không thể lộn xộn với người tốt. Nhiều tình trạng và hệ thống chính trị trên thế giới cũng đã bị ảnh hưởng bởi năng lượng của một số ma quỷ mạnh mẽ và xấu xa này. Tôi đã cố gắng rất nhiều để bắt một số họ, nhưng chúng ta cũng cần lý do để bắt. Quý vị thấy không? Thấy ngay trong truyện này, họ phải ra tòa này kia, rồi tòa án phải quyết định rằng đây không phải quyền lợi của bà.
Họ có cớ chính đáng và không có bằng chứng rằng bà là vợ. Ừ, đúng vậy. Làm sao chứng minh được? Đó là ma. Họ không đi đến cơ quan đăng ký kết hôn hoặc quan tòa để ký vào giấy hôn thú hoặc bất cứ gì hết. Vì vậy họ không có bằng chứng. Đây cũng là lý do chính đáng, hoặc nếu họ làm điều gì xấu. Nhưng dù vậy, không phải ai cũng có thể trừ khử được ma quỷ. Bởi vì như quý vị thấy, đôi khi họ đến nhà thờ, một số linh mục có thể đuổi, nhưng một số linh mục không thể, bởi vì các linh mục không có đủ lực lượng. Tôi suy nghĩ, là một minh sư, tôi luôn cố gắng làm điều gì đó bởi vì suy cho cùng, tôi không thể cứ lơ là mọi người mãi, cũng không thể lơ là việc của mình, giống như ở trong một địa vị, mình phải làm thôi. Và tôi thường cảm thấy thời gian quá ngắn. Thời gian quá ngắn ngủi, nếu không làm điều này bây giờ thì không biết bao giờ mới làm được. Và bất cứ gì tôi kể quý vị thì cũng như kể cho toàn thế giới. Như thế đó, mọi người sẽ được lợi ích bằng cách nào đó qua chuyện này, để họ có gì đó suy nghĩ đến hơn là chỉ có thân thể vật chất hoặc đời sống vật chất này, để tâm trí của họ trong giây lát hướng nội nhiều hơn và suy ngẫm những sự thật thú vị của đời sống. Đời sống thật sự quá ngắn ngủi. Ngoài ra, để họ biết rằng ngoại hình xinh đẹp không phải lúc nào cũng có nghĩa là tốt. Nói chuyện ngọt ngào như hồn ma, tìm cách mê hoặc người chồng để đưa tài sản cho bà ta, cách đó thì cũng không phải là tốt. Nhưng đa số người ta thích nghe lời ngọt ngào, vì thế chúng ta có nhiều hôn nhân không hạnh phúc. Lời nói ngọt ngào, ngoại hình đẹp, và rồi rơi vào đó. Thành ra họ nói rơi vào lưới tình. Họ không nói thăng lên trong tình yêu, mà rơi vào. Nếu bị rơi vào gì đó, quý vị bất lực, phải không? Không tốt, đúng không? Rơi vào, như quý vị rơi vào hố, còn tệ hơn. Nếu rơi vào hố, quý vị có thể nhờ người nào đó đưa cho cái thang để leo lên. Rơi vào một mối quan hệ xấu thì mãi mãi đau khổ rất nhiều. Nhưng đôi khi đó không phải là lỗi của một bên. Cho dù người nào đó thoát khỏi hôn nhân và đổ lỗi cho chồng hoặc đổ lỗi cho vợ, thì đó không luôn luôn là câu trả lời đúng. Cần hai người để nhảy tango, người ta nói thế. Lỗi của cả hai bên. Đó chỉ là tính tình không hợp hoặc chỉ là nghiệp xấu từ quá khứ. Bằng không trên toàn thế giới, tại sao quý vị không phải lòng người nào khác? Tại sao là anh ấy? Tại sao là cô ấy? Đó là vì điều đó. Chỉ là nghiệp chúng ta phải trải qua, nên thật sự không phải lỗi của ai. Vậy nếu hôn nhân của quý vị tốt, thì sống khỏe, sẽ hạnh phúc. Nếu không tốt, và có thể thoát ra, thì cũng cảm thấy may mắn. Tốt hơn là tiếp tục trong đau khổ. Không phải à? Bất kể là lỗi của ai. Chỉ là đôi khi cá tính xung khắc, không hợp, nghiệp xấu, kẻ thù trước đây trở lại, đủ thứ. Do đó, người tu hành phải nên biết rõ điều đó. Đệ tử, những người gọi là đệ tử của tôi, phải nên biết điều đó. Không phàn nàn trong hoàn cảnh nào. Chỉ kiên nhẫn chờ, khi thời gian đến, sự việc sẽ ổn định, tốt hơn. Bây giờ tôi để quý vị tự do, đi ngủ ngon. Một ngày quý vị không ngủ, chẳng có hại gì đâu. Quý vị sẽ không chết, tôi hứa. Tôi hứa bởi vì đã xảy ra cho tôi. Không chết. Đừng sợ nếu không thể ngủ hôm đó. Đừng sợ nếu không có thức ăn hôm đó. Đừng sợ gì cả. Quý vị sẽ vượt qua được. Sẽ xoay sở được. Quý vị sẽ phục hồi ngày mai. Chúng ta là người tu hành, vô địch, mạnh mẽ. Phải, chúng ta có thể. Phải, chúng ta có thể. Phải, đúng vậy. Chúng ta mạnh mẽ. Phải, đúng vậy. Dạ đúng. Chúng ta có thể thay đổi thế giới. Ăn thuần chay, thế giới thuần chay, thế giới hòa bình. Chúng ta hô hào như những người cách mạng. Nhưng chẳng ai sợ chúng ta cả. Họ biết chúng ta chỉ là thực vật. Thực vật mềm yếu. Quý vị đó, thực vật mềm yếu. Thực vật mềm yếu. Nhưng quý vị biết cách diễn. Tôi rất có ấn tượng, rất ấn tượng. Quý vị không sinh ra làm diễn viên, không được đào tạo, nhưng diễn rất hay. Tất cả, bất kỳ ai. Chỉ chọn ra bất kỳ ai là có thể diễn, bởi vì quý vị khai ngộ, vì quý vị trong sạch bên trong.
Quý vị tập trung vào mục đích cao thượng của mình, vì vậy tất cả phẩm chất tốt hiển lộ. Và nếu không hiển lộ, đó nghĩa là có vấn đề gì đó với quý vị, không thể đổ lỗi cho ai. Chỉ cần cố gắng lần nữa, cũng như quý vị vấp ngã, thì chỉ việc đứng lên, đi nữa, phải không? Tôi chúc toàn thế giới được khai ngộ. Sau khi thế giới thuần chay, thế giới hòa bình, họ phải nên khai ngộ. Vậy thì còn tốt hơn nữa. Nhưng ngay bây giờ, tôi không dám ước nhiều quá, mà chỉ ước thế giới thuần chay, thế giới hòa bình. Đó là may mắn cho tôi lắm rồi. Nhưng khai ngộ là điều tốt nhất mà chúng ta có thể có. Khi tôi muốn cảm ơn, cách đây rất lâu, nhiều năm về trước, tôi luôn luôn cảm ơn chư thiên đế, cảm ơn thượng đế toàn năng và tất cả chư thiên đế giúp đỡ. Xin làm ơn giúp con người được khai ngộ, cho dù tôi phải chia sẻ tất cả công đức của tôi. Tôi cảm ơn họ vì sự khai ngộ của thế giới, vì sự khai ngộ, hòa bình, giải thoát và tình thương của con người. Nhưng họ nói, không, xin đừng cảm ơn chúng tôi vì tình thương. Tôi hỏi, cái gì? Tại sao? Tình thương là ai cũng nói về tình thương, phải không? Chúng ta phải thương nhau mà. Họ nói, dạ không, 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 không phải loại tình thương ở cõi trần này, bởi vì đó là sự ràng buộc, trói buộc, đó là ách nô lệ. Cho nên xin đừng ước tình thương cho thế gian này. Cách con người hiểu nó, cách họ hiểu tình thương, xin đừng ước điều đó. Và xin đừng cảm ơn chúng tôi vì nó. Chỉ xin cảm ơn cho sự khai ngộ, bình an và giải thoát thôi. Thế là được rồi. Nên tôi nói, tốt, tốt. Rồi, tôi cứ nói như vậy. Bởi vì tôi ngạc nhiên, sao tôi không thể nói về tình thương ở đây? Làm sao tôi có thể không chúc cho con người có tình thương? Nên họ giải thích như vậy với tôi. Bởi vì trong tâm trí tôi, tình thương là khác, quý vị biết chứ. Cho nên tôi không nghĩ có điều gì đó sai. Nhưng họ nói trên thế gian, tình thương này không tốt cho con người, bất kể tình thương nào mà con người nghĩ tới. Nên chỉ cầu nguyện cho con người được khai ngộ, được bình an, khai ngộ và giải thoát. Vậy quý vị có thể cảm ơn tất cả chư thiên đế, thượng đế toàn năng mỗi ngày vì điều đó. Đừng cầu được họ thương yêu. Master Thanh Hải, Vô Thượng Sư Khai Thị, vào ngày 31 tháng 12 năm 2020.